Ta đa xin chào cả nhà. Thì mẹ mình vừa mới hái cho mình một ít ớt ở sau vườn nè ha. Cái này là thuộc một dạng thuộc giống như ớt chuột các bạn, nhưng mà nó nhỏ hơn nữa, nó rất là cay. Ăn mà cay ơi là cay luôn á. Nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà, đó chính là món chả cá kho ớt ha. Nếu các bạn không tìm được ớt này thì chúng ta sẽ dùng ớt hiểm, cũng rất là ngon. Còn nếu bạn nào kẹt quá không ăn cay được thì mình cứ gọi là món chả cá kho hành đi ha, tại vì nó có hành nữa nè. Đó. Và nguyên liệu của mình ngày hôm nay cần có cho món chả cá kho ớt đó chính là ớt ha. Ớt chuột, ớt xiêm, ớt hiểm, ớt giấy, ớt gì cũng được hết. Chả cá. Nước mắm để kho với lại chả cá ha. Đường, ở đây thì mình sẽ dùng đường để mình làm nước màu. Mình thắng nước màu cho cái nồi kho mình nó màu sắc nó đẹp hơn, nó óng ánh hơn. Và hành lá. Hành lá ở đây thì mình dùng để là kho. Khi mà mình kho xong á mọi người thì mình sẽ bỏ hành lá lên trên mặt cho nó có màu sắc cho nó đẹp ha. Rồi, nguyên liệu rất là đơn giản. Ngoài ra mình cần một số gia vị nêm, ví dụ như là hạt nêm hoặc là bột ngọt, cho cái phần nồi kho của mình nó đậm đà hơn. Rồi và bây giờ cả nhà hãy cùng mình thực hiện món chả cá kho ớt nha. Bước đầu tiên thì mình sẽ làm phần nước màu ha. Bước đầu tiên thì mình sẽ phi nước màu. Mình sẽ cho đường vô ha, cho khoảng 2 muỗng. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng nước ha. Rồi bật bếp phi nước màu. Đối với bước này thì mình phải nhanh tay và để lửa nhỏ nha mọi người, để mình không có cho phần bị khét. Các bạn không có thời gian các bạn có thể mua nước màu ngoài chợ, họ cũng có bán sẵn á ha. Nước màu để kho cá. Khi mà đường nó vàng thì mình nhấc ra khỏi bếp luôn mọi người, để cho nó được cái vị khác. Rồi và bây giờ mình sẽ cho chả cá vô mình trộn luôn. Lúc này là mình đã tắt bếp rồi nha mọi người. Mình cho thêm mấy cái đầu hành vô cho nó thơm. Rồi và bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô luôn. Quá thơm. Nước mắm thì mình dùng cỡ một chén là đủ ha. Lát nữa mình sẽ nêm nếm lại. Rồi và bây giờ mình sẽ bật bếp lên lại bình thường rồi ha. Mình sẽ nấu tiếp. Các bạn thấy chả cá nó thấm nước màu, nó óng ánh đẹp luôn chưa, thấy không? Thơm lắm mọi người ơi. Mình đợi nước mắm nó sôi lên một tí thì mình sẽ cho nước lọc vô ha. Rồi khi nước mắm mình đã sôi thì mình sẽ cho phần nước lọc vô thêm ha.
tới phần ớt này thì mình sẽ đập dập ra một tí cho nó thơm mọi người ha. Ngoài ra mình cũng sẽ cho thêm vài trái ớt hiểm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho một ít đường nha. Rồi mình sẽ cho một ít bột ngọt ha. Và một ít muối cho đậm đà. Rồi vậy là đã xong cái chả cá của mình rồi ha. Thơm quá mọi người, mùi ớt nó thơm. Trước khi tắt bếp mình sẽ thêm một ít hành ha. Đối với các bạn nào muốn thích tiêu thì các bạn sẽ nêm thêm tiêu. Nhưng mà món này thì chả cá kho ớt hơi cay rồi nên không cần thêm tiêu nữa đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thêm một ít hành lên trên mặt ha cho nó ngon.